Chào mọi người, trong sơ cấp chúng ta từng học một cái từ rất là quen thuộc, đó là từ dô dự. Từ này nghe qua thì có vẻ đơn giản đúng không? Tuy nhiên thì mình thấy là khi mà đi vào giao tiếp thực tế hàng ngày thì có một vài những cái điểm lưu ý sau đây mà các bạn nên biết để cho cái cách dùng từ hàng ngày của chúng ta được chính xác hơn này. Thì khi mà để nói về cái việc là giỏi cái gì đó này hay có khả năng làm gì đó thì chúng ta có thể dùng 3 từ. Từ thứ nhất đó là từ dô dự, thứ hai là từ tokui và thứ ba là từ dekiru. Tuy nhiên thì ba cái từ này thì cái sắc thái nó sẽ hơi khác nhau một tí như thế này nhá. Thứ nhất, cái từ jōzu thì nó sẽ có một chút cái sắc thái khen ở trong đó. Thứ hai, cái từ tokui thì nó sẽ có cái sắc thái là mình có cái sự tự tin làm cái việc đó. Và cuối cùng, cái từ dekiru thì nó đơn giản chỉ mang cái sắc thái là à, tôi có cái năng lực để làm cái việc đó thôi. Sắc thái nó sẽ khác nhau một xíu xíu như vậy. Vậy nên là cái cách dùng của nó sẽ hơi khác nhau một chút như thế này này. Trong trường hợp mà để nói với bản thân mình nha, thì nếu mà các bạn nói rằng là watashi wa ryōri ga jōzu desu thì nó sẽ hơi thiếu tự nhiên một chút, bởi vì là trong cái từ jōzu desu mình vừa giải thích bên trên là có cái hàm ý khen ở trong đấy mà. Và thay vào đó thì người ta sẽ dùng hai cái từ còn lại, watashi wa ryōri ga tokui desu hoặc là watashi wa ryōri ga dekimasu nhá. Và ngược lại, nói về cái điểm yếu của bản thân thì chúng ta có thể thay bằng ba từ này rất là thoải mái này. Watashi wa ryōri ga heta desu hoặc là nigate desu hoặc là dekimasen. Còn trường hợp mà để khen đối phương thì chúng ta cứ dùng là ryōri ga jōzu desu ne. Đấy nhá. Đấy là trường hợp khen bình thường. Còn nếu như mà chúng ta đã biết rõ rằng là đối phương họ có một cái sự tự tin nhất định với cái việc nấu ăn này rồi, thì chúng ta có thể dùng cái từ là từ tokui như một cách để xác nhận cái điều đấy. Ví dụ, ryōri ga tokui desu yo ne. Còn trường hợp cuối cùng, khi mà các bạn muốn hỏi đối phương là anh chị có biết nấu ăn không, có giỏi nấu ăn không, thì bây giờ vì mình chưa biết là người ta có giỏi hay kém mà, thế nên là nếu mà các bạn hỏi là gì nhỉ, ryōri ga jōzu desu ka, thì cảm giác nó hơi bị tsure. Thế nên là trong trường hợp này các bạn gọi là an toàn nhất thì chúng ta cứ dùng là ryōri ga dekimasu ka, hoặc là đối phương mà là meiui no hito thì chúng ta có thể dùng cách nói là ryōri o saremasu ka, ryōri ga o suki desu ka nhá. Một chút nhỏ xíu như vậy thôi, nhưng mà ngày xưa khi mà biết được cái điều này mình cảm thấy nó cũng khá là hay ho, tiếng Nhật nó khá là hay, thế nên là chia sẻ với mọi người qua clip này, hy vọng sẽ có ích cho mọi người nha. Bye bye.